Vào những ngày Sài Gòn nắng 38 độ thì mình nên đi đâu cho mát đi chị hai? Tất nhiên là Thảo Cầm Viên rồi. Đã có vé rồi nha các bạn. Xin chào các bạn, mình là Cathy Ngân Hà đây. Cuối tuần này mình và Tracy quyết định sẽ đi ngắm thú tại Thảo Cầm Viên nha. Tại vì trời rất là nắng luôn, ở ngoài Sài Gòn bây giờ là 38 độ cho nên là mình sẽ vô đây mà tránh nóng nha. Ba mẹ mình đã cho mình đi Thảo Cầm Viên rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà dạo này Thảo Cầm Viên có thêm vài con thú mới lạ lạ, hài hước nên mình quyết định đi thêm một lần nữa. Và chị nghe nói là mấy con thú trong Thảo Cầm Viên dạo này là nó bị bỏ đói rất là tội nghiệp luôn. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm chứng thông tin nó có thiệt không đó nha. Em thấy là ý kiến hay đó. Sẵn mình cũng tham quan được hết tất cả con thú luôn ha. Ok. Còn bây giờ thì let's go. Trong Thảo Cầm Viên rất là mát luôn nha các bạn. Trời ơi, quá trời cây xanh luôn á. Bà Tracy có biết không á, là Thảo Cầm Viên đã được thành lập vào từ 160 năm rồi đó. Wow, lâu vậy sao em mới biết luôn đó. Và những ngày cuối tuần thì mọi người thường có xu hướng đi vô đây để xả stress, cũng như là để ngắm các bạn thú. Và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích vô đây để ngắm các loài động vật luôn. Với lại ở trong này thì mọi người cũng có thể picnic nè. Chút nữa mình cũng sẽ trải nghiệm thử nha. Và các bạn ơi, bây giờ mình và Tracy sẽ vào trải nghiệm vườn bướm nha. Đây là một cái vườn mới khánh thành cho nên cũng khá là độc lạ luôn. Cho nên là giờ mình sẽ đi trải nghiệm thử nha. Và đây là những cái bản bướm nha các bạn. Trời, ở đây rất là đa dạng các loại bướm luôn nè. Trời ơi, xin nhìn con này đẹp không Tracy? À, rất là đẹp không chị? Có kích thước từ nhỏ to đến vừa luôn nè. Bướm gì mà to quá vậy ta? Đây nè, đây là được phát hiện ở Kon Tum, Việt Nam. Rất là đẹp luôn. To quá trời to luôn hả chị Anh? Ừ. Wow. Đẹp quá thiệt luôn á. Với các bạn nào mà đam mê tìm hiểu hơn về các loại côn trùng thì ở đây sẽ là một thiên đường dành cho các bạn đó. Còn mình thì chắc là chỉ có đam mê với loại bướm thôi nha. Sâu thiệt nè các bạn. Dạ, những con sâu thiệt đang làm kén nha. Nên chúng sẽ phát triển thành một loài bướm rất là đẹp trong thời gian ngắn thôi. Nhìn nó rất là ghê luôn. Nhưng mà lúc mà nó phá kén á, thì nó sẽ thành những con bướm rất là đẹp luôn. Giống như hồi nãy mọi người coi vậy đó. Trời ơi. Sau khi đi hết những cái tiêu bản á, thì mình sẽ vào vườn bướm thiệt luôn nha các bạn. Giờ chúng ta vô vườn thiệt nha các bạn. Oh, mát mẻ quá. Ngồi đẹp luôn xung các bạn. Xung quanh toàn là cây xanh rồi hoa không nè. Trong những cái khu vực này bướm phát triển rất là mạnh mẽ. Rồi không khí trong lành quá. Ở trong này thì mình thấy là nó mát hơn ở ngoài nha. Tại vì toàn là cây không à. Bướm kìa. Hiện tại thì khu vực này đang trùng tu cho nên là không có được cho mọi người vô, cho nên mình sẽ đi ra nha mọi người. Giờ thì mình sẽ vào xem vườn công và vườn hồng hạc với các bạn. Wow. Con xòe đuôi đẹp quá. Wow, hồng hạc nè mọi người. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Hồi nhỏ mình cũng đi rồi đó nhưng mà mình không nhớ là nó có những con hồng hạc đẹp như thế này. Hồng hạc ở đây thì nó có màu trắng nha, nhưng mà cái cánh nó màu hồng hồng á. Ôi, nhìn nó dễ thương quá à. Mình sẽ vào cái chòi này nhìn cho nó rõ hơn nha. Wow, hồng hạc rất là đẹp luôn nha các bạn. Trời, cái cổ đó rất là dài. Rồi sao mấy con này nó kêu ồn dữ ta.
Cái chân nó rất là cao và thon nha. Chân siêu mỏng. Ồ, nó đang xẻ cánh nè. Xinh quá hả? Mỗi con này nó đều mang một cái mã số với chung, mình không biết là ý nghĩa của nó là cái gì nữa. Và để đánh dấu á. Khi mà hồng hạc mới sinh ra thì nó sẽ như màu cam như thế này, nhưng mà khi lớn lên á thì nó sẽ thành màu hồng như cái này các bạn. Mà em không biết á, để phân biệt con cái với con đực sao hết đó chị ơi, chị giúp em được không? Chị biết được một cái đặc điểm nho nhỏ như thế này ha. Mọi người thường tưởng cái con xòe đuôi thiệt đẹp hay là đẹp á thì nó sẽ là con cái, nhưng mà thực ra không phải đâu nha, đó là con đực đó. Còn con cái á, thì nó lại có màu nâu sẫm với màu đen thì nó sẽ không được đẹp như con đực, mà nó giống như con gà mái vậy đó. Cái này có phải con mái không vậy ta? Nhìn nó y chang con gà mái vậy đó. Đúng rồi đó. Còn đây là con đực nè. Xòe rồi đó. Wow, ngắm hồng hạc đủ rồi, bây giờ mình sẽ qua ngắm các con khác nha. Còn rất là nhiều con luôn. Chị muốn coi con heo cao cổ lắm á Chelsea. Dạ em cũng muốn nữa. Vậy thôi giờ mình đi thôi. Đi. Ôi Si ơi, chị cao bằng con heo cao cổ rồi nè. Trời ơi, đâu có đâu. Heo cao cổ cao lắm, sao mà chị cao bằng nó được. Cái này nhìn giống hai cha con heo cao cổ nè các bạn. Rồi, bé hô này đang ăn nha. Ngon lành quá. Hô múc bang. Hô múc bang nha. Hô đang múc bang. Rồi, hô quay đít lại luôn rồi. Đây là khu vực của các bạn voi nha các bạn. Voi này là voi châu Á nha. Ôi, nó to kìa, khủng khiếp luôn. Hình như là cái bạn này đang ăn nè. Mọi người đang bỏ cỏ cây về cho mấy bạn nó ăn nha. Mọi người ơi, mọi lần thì ở đây sẽ bán mía cho các bạn voi ăn nè. Mình sẽ tự tay đút cho các bạn voi ăn luôn. Nhưng mà bây giờ thì hết cho rồi. Còn đây là loài vượn các bạn. Có vượn bi lê nè, vượn má vàng nè, nhưng mà nó trốn đi đâu hết trơn rồi Chelsea ơi. Ui, nó kìa. Wow. Nó giống như là một vận động viên chuyên nghiệp vậy đó. Ôi, nhìn giống như là nó đang chơi trốn tìm với mình vậy đó các bạn. Nhìn nó hài quá mọi người ơi. Còn đây là loại vượn má vàng nha. Nó đang chuối trên cây kìa mọi người ơi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đây là khu động vật móng vuốt nha các bạn. Wow. Ở đây thì chúng ta sẽ được mua một phần đồ ăn cà rốt như thế này để cho các bạn thú ăn với giá là 5.000 nha. Con này là con Linh Dương nha. Đây là Linh Dương Đông Phi. Chị hai ơi, cái này là nó ốm hay là nó bị gì chị hai? Không phải đâu nha. Cái này là cái vằn của nó đó. Nguyên một bài hô rất là nhiều con luôn. Nè, đây là những cái bạn hô đang nằm xả hơi nè. Nhìn quá là chill. Bên này có nai cà tông luôn nha các bạn. Nai cà tông. Đây là một gia đình hô vàng nha các bạn. Trời ơi, dễ thương quá nè. Có những cái con hô nhỏ, hô bố, hô mẹ có hết nha. Có hô con nè. Trời ơi, mấy con hô con dễ thương quá trời luôn. Rồi giờ mình sẽ cho nó ăn nha. Bạn Nai Baby này dễ thương quá mọi người ơi. Giờ mình sẽ cho nó mấy bạn ăn nha. Mình sẽ cho mấy bạn này ăn hết nha.
Giờ mình sẽ đi qua thăm khu ngựa lụm nha các bạn. Cuối cùng mình cũng đã thấy được trường ngựa lụm rồi nè các bạn. Wow. Ôi. Ngựa lụm đang ăn trong đó các bạn. Đây là ngựa lụm nha. Ngựa lụm này là dòng ngựa có vóc dáng thấp nhỏ, với chân ngắn, đầu ngắn, chén rộng, cổ ngắn và thô, bờm dày, tính tình hiền lành và thông minh. Trước kia thì mình cũng đã đi Đà Lạt và mình cũng đã thấy được dòng ngựa lùn này rồi nè mọi người. Con ngựa lùn này cắt mái ngón nhìn rất là dễ thương luôn á. Xì tai quá. Wow, con mắt nó rất là đẹp luôn á, ngắn nè, mình nói nè. Yeah, review mái ngón nha, tóc này hơi bớt nha. Nhưng mà không sao, dễ thương là được rồi. Mình nghĩ đây sẽ là kiểu tóc hot trong 2024 này nha. Wow, nó đang đứng ngay chị Cathy nói nè. Này này, có kiểu tóc rất là bông xù luôn. Trời, nó đứng yên cho mình sờ luôn. Hiện tại ở đây thì chỉ có hai cái thể ngựa lùn thôi nha các bạn. Một con ngựa màu nâu với lại ngựa màu trắng nè. Con cọp này rất là khỏe luôn các bạn. Mình đi hai vòng, mình thở lên xuống con cọp này đi cả ngày, nó không mệt tí nào luôn. Còn đây là con vượn cáo nha. Cái đuôi của nó là xen kẽ giữa màu đen với màu trắng á. Nhìn nó dễ thương quá. Ồ, còn đây là con chỉ sao nha. Nó bự quá. Con này là cũng như là một loại động vật quý hiếm nha, đã vào danh sách đỏ rồi. Con gấu nè Chelsea, đây là gấu ngựa nha. Tao nghe cái tên rất là độc lạ luôn. Nó có cân nặng từ 80 đến 180 kg, dáng thân thô béo, trán rộng, tai tròn, bộ lông dài thô, yếm mực hình chữ V. Qua đây thấy rõ hơn nè mọi người. Qua đây thấy rõ hơn nè các bạn. Nó đang ở trong hang nha. À, mình đi nãy giờ rồi, em cũng thấy mệt rồi. Bây giờ mình chải trải picnic được không chị? Ok, chị có mang tấm trải picnic nè. Giờ trải ra đây, mình ngồi mình ăn nhẹ đi. Ok chị. Yeah. Sau khi đi một vòng, mình cảm thấy rất là mệt mỏi luôn các bạn. Thoải mái không? Có vé bồ nông tham gia picnic với mình nè các bạn. Nãy giờ mình đi được một vòng rồi đó, nhưng mà mình không thấy con nào ốm hết trơn các bạn. Con nào cũng mập ú nụ luôn á. Ừ, vậy là thông tin á mà thú thảo cầm viên á mà bị bỏ đói là sai sự thật nha. Cho nên là mình thấy con nào con nấy á là ăn no cành hông luôn. À, hôm nay mình có chuẩn bị xà lách nè, rất là nước ngọt. Để nó lại chiên ở trong biết ngày hôm nay đó. Rồi, đó mình có một cái chai này bơ tươi nhiên. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì rất là đông đúc và khắc nghiệt, còn bên trong này rất là thanh bình, chỉ nghe được có tiếng chim kêu và tiếng động vật kêu thôi. Vào đây xả stress là đúng bài luôn á nha. Thank you.
Các bạn ơi, sau một ngày trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn á, thật là tuyệt vời á, thì mình nghĩ đây chính là một không gian rất là mát mẻ và thoải mái cho các bạn đến để tham quan, và nó rất là thú vị luôn đó. Thật ra thì tụi mình chỉ mới review sơ qua những cái con vật độc lạ Bình Dương thôi. Còn những nếu mà các bạn muốn thấy thêm á thì hãy tới đây tham quan ngay và luôn nha. Đây là một nơi xả stress rất là tuyệt vời. Nếu như các bạn thấy là học tập rất là căng thẳng rồi thì các bạn nên tới đây để ngắm cái con vật để xả stress nha. Nếu các bạn thấy video của chúng mình hay thì hãy cho mình xin một nút like, share và nhớ nhấn vào nút đăng ký nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.